Thưa mọi người, mình là Mẫn Nhi và hôm nay là ngày mà mình sẽ chính thức kết thúc quãng đường học tập đầu tiên của mình trước khi bước vào trường đời phía trước. Mọi người cùng đi với mình nha. Đây là phòng ngủ đầu tiên. Có tivi luôn nha. Khu vực chung này. Ban đầu cái hôm mà mình nhận được cái thông tin là mình sắp có lễ, đêm đấy mất ngủ luôn ý mọi người, tại vì quá là vui luôn. Được tốt nghiệp này, được gặp lại bố mẹ này, được quay lại Sydney này, được gặp lại bạn bè, nói chung là kiểu rất là nhiều niềm vui trong một cái bức thư đấy. Và thật ra lần này thì chuyến đi của mình nó sẽ kéo dài 1 tuần, nhưng mà mình sẽ chỉ ở Sydney đúng 2 ngày thôi, tập trung vào cái việc là đi dự lễ tốt nghiệp thôi ý. Nên là cũng không có hoạt động gì nhiều đâu mọi người ạ. Kiểu quay vlog xong bảo là không có hoạt động gì nhiều ấy. Nói chung đây sẽ là một cái video rất là ý nghĩa đối với mình. Và mình nghĩ là những bạn nào mà đã theo dõi cái hành trình mà mình chuyển trường ấy thì chắc là mọi người không thể tin nổi là đến cái ngày hôm nay, thật sự đến cái ngày hôm nay rồi nha mọi người. Bạn nãy là anh Jackson, là một người anh nhiếp ảnh gia của mình, đã đến tận chỗ của mình để cho mình mượn cái máy ảnh này để ngày mai mình có một cái máy ảnh thật xịn đem đi chụp ảnh. Đây là món hoa mà anh Huy đã đặt cho mình cho lễ tốt nghiệp này. Thì cái theme của bó hoa này là màu hồng và màu trắng. Ban đầu thì bọn mình đã bảo với shop là muốn cái wrap bên ngoài này là màu hồng ấy, nhưng mà không hiểu sao họ confirm rồi, nhưng mà lúc đem đến thì lại là màu vàng. Nhưng mà mình nghĩ lại thì áo của hoa mình thì cái cổ hình như là cổ màu vàng thì phải, mình nhớ ấy. Nên mình nghĩ có thể đây là một điều may mắn vì nó sẽ match với cả áo của mình. Nên mình sẽ ôm bó hoa Nhi này chụp ảnh. Thật ra là mình chưa có chuẩn bị gì nhiều cho lễ tốt nghiệp của mình cả, như kiểu là thử quần áo này, hay là được vừa rồi là mình nhờ bạn mình mang cả cái tóc giả sang để ngày mai sẽ có một mái tóc thật là thướt tha. Đây chính là chiếc váy mà mình định mặc cho cái hôm tốt nghiệp của mình. Nhìn crop đúng một nửa bên trên ý, nên là trông hơi khó nhìn. Rất là thướt tha. Chất liệu của nó ý, mình không biết gọi là chất liệu gì hay là họa tiết à, thì nó rất là cực kỳ điệu và nữ tính luôn đó mọi người. Đây là một chiếc váy mà bố mẹ mình đã tặng mình từ trước khi mình nhận được thư mời dự lễ tốt nghiệp phải tầm 3-4 tháng ấy. Mình vào nhà mình rất là ready cho cái ngày lễ này rồi. Nhưng mà cái lần đầu tiên mà mình thử cái váy này ý, là lúc mà tóc mình rất là dài, cũng thật sự rất là hợp với váy này. Nhưng mà từ cái lúc mình cắt tóc ngắn ý, thì mình chưa thử lại cái váy này bao giờ cả. Và mình đang hơi lo một xíu, không biết là mình có hợp với cả cái outfit này đến vậy không. Nên là ok, bây giờ chúng mình cùng thử nha. Và đây là bộ tóc giả mà bạn mình đã đem từ Việt Nam qua cho mình. Ta-da. Ủa, bộ tóc giả này là của hãng tên là Tóc Kẹp Capelli, không quảng cáo nha mọi người. Mình chỉ thấy nó rất là nổi trên Insta thôi, có vẻ khá là dễ dùng, được cô tè không? Thì với cái tóc kẹp này thì mình có đọc trên mạng là mình sẽ dùng chun, xong mình buộc cái nửa phần trên như thế này này. Mọi người sẽ nhìn thấy những cái kẹp như này thì mình sẽ kẹp vào cái phần này này. Không biết mọi người nhìn thấy không? Nếu như mà mình gắn thành công thì nó sẽ dài như này. Để mình nhờ mẹ mình ra gắn hộ vậy. Trong lúc chờ mẹ mình ra thì mình chỉ định khoe mọi người là đây là con gấu tốt nghiệp của mình nhé mọi người. Nó được personalized tên trường mình này, tên mình này và năm mà mình tốt nghiệp. Sau khi có mẹ ra giúp thì trông thành quả có vẻ ổn hơn rất là nhiều luôn. Nếu mà ngày mai con để tóc ngắn vẫn tự tin hơn chứ. Mà mẹ có thấy trông nó ảo ảo? Không ảo đâu, nhưng mà nó không chắc chắn lắm nhá. Mẹ ơi, không người lắm. Tại nó tự nhiên nó vảnh ra này này. Sau khi mẹ mình và mình xem rất nhiều video và thử lại lần hai, trông có vẻ thật chân hơn mọi người ạ. Thế tôi còn 10 đô lận. Ôi trời ơi, từ lần cuối quay lại Sydney tới giờ. Sau khi chuẩn bị xong xuôi hết cho buổi lễ quan trọng ngày mai thì mình và anh Huy đã dắt bố mẹ đến ăn tại một quán đồ chung mà ôi trời ơi, trong lòng mình thì thật sự đây là quán mà mình đánh giá là ngon nhất Sydney luôn á. Không nói quá là ngon nhất Úc nha, nhưng mà thật sự nó rất là ngon mọi người ạ. Và tất nhiên thì vì ngon như vậy nên là quán này xếp hàng rất là đông và họ kiểu không thèm nhận booking luôn á. Đông quá đi.
mất thôi. Tuy xếp hàng hơi lâu nhưng mà thật sự là mình thấy là đây là một quán rất là đáng để ăn nha. Bố mẹ mình kêu là mầm đá nhưng mà bố mẹ vẫn phải là công nhận là quán này ăn rất là ngon. Và thật sự là mình thấy giá cũng rất là ổn nếu mà đi đông nữa. Món ăn ở đây thì mình thấy khá là đặc biệt và khá là lạ so với cả các quán đồ tàu khác. Bạn nào mà có dịp qua Sydney thì thật sự mình thấy rất là đáng ăn quán này nha. Hãy thử một lần đi mọi người ơi. Và tất nhiên là sau khi ăn xong thì không thể nào mà không đến Sydney Opera House được. Đây cũng chính là nơi mà mình nhớ nhất tại Sydney. Tại vì mình chỉ có đúng 2 ngày ở Sydney thôi nên là mình quyết định là hôm nay sẽ là ngày mà mình đi check in tất cả những cái địa điểm mà mình nhớ nhất ở Sydney ấy. Đây là bố mẹ tôi đang đứng chụp ảnh cho nhau rất tình cùng ở Sydney Opera House. Và nha, lại phải gửi lời chào thân thương chỗ này rồi và hẹn Sydney một ngày không xa nha. Hello, sáng cũng tốt nghiệp rồi và cảm giác như kiểu có hai mặt trời ấy. Sự đẹp quá. Sao bố mặc cả bộ màu này luôn à? Bố để này được không? À, không nhỉ. Đây kéo cái này. Đầu lên cứ trông nó không khác gì cái hồi bé này. Nhưng mà cô không hiểu là mẹ còn đeo con đề ở đâu. Nhưng mà trông nó bị loa cái không, trắng này quá. Không mẹ em nó được rồi, con cứ từ từ. Mẹ đừng nhớ con bị loa cái trắng quá. Đây. Chưa? Nice. Lúc xem lại mấy footage này thì mình thấy vui ghê luôn. Kiểu cảm giác rất là hào hức ấy. Rất là lâu rồi mọi người mới lên đồ đẹp đẽ như vậy để đi dự một ngày vô cùng quan trọng trong cuộc đời của mình á. Nhưng mà nghĩ lại thì ngày này có vẻ quan trọng và bố mẹ mình mong cái ngày này đến hơn là mình chứ nhở. Tại kiểu chuyển trường mấy lần ấy cho bố mẹ mong lắm rồi. Đời này thì nhà mình thuê khách sạn ngay gần trường nên là chỉ sau 10 phút đi xe thôi là mình đã tới trường luôn rồi. Chúng tôi đến trường rồi này mọi người ơi. Và bây giờ hơi muộn một xíu rồi. Không biết đường đi đường nào đây. Đây, người dẫn đường. Đây là khung cảnh trường tôi ngày hôm nay. Hơi âm u một xíu. Các hàng quán ăn ngày ấy. Mình thấy trước mặt này có một hội mặc đồ ấy nên mình nghĩ là cái đường mình đến là sẽ là đây. Trên map nó ghi vậy nhưng mà cũng không chắc chắn lắm. Sau một hồi tìm kiếm thì cuối cùng mình cũng đã tìm thấy chỗ lấy đồ tốt nghiệp. Mình thấy trước mình khá là chuyên nghiệp khi chia tên như này để làm thủ tục nhanh hơn á. Nhưng mà trời ơi, thật sự xấu hổ lắm nha. Nhưng mà đoạn này mình rất là hoang mang nha. Chắc lúc đấy kiểu mình hơi run run hay sao á. Thế là mình đọc bảng alphabet tới tận 2 lần liền mới biết là mình cần rẽ vào chỗ nào để mình tìm được cái tên của mình. Sau khi lấy tất cả những cái đồ này xong thì mình sẽ rẽ ra một cái chỗ bên cạnh để thử áo choàng tốt nghiệp. Ban đầu thì cô ấy đưa mình thử cái size S xong rồi trời ơi nó rất là rộng ấy, nó rộng vãi luôn ấy. Lúc ý cô ấy còn nói với mình kiểu ôm ôm trời ơi, chắc là mày là đường đấy nhất ngày hôm nay luôn. Xong rồi kiểu cô ấy đưa mình size XS ấy, nhưng mà nó vẫn rộng ấy mọi người. Nhưng mà đây là size bé nhất của trường mình rồi. Hôm đó thì mình mặc cảm thấy hơi rộng một xíu, nhưng mà nhìn trên vít thì cảm thấy nó cũng ổn mọi người, cũng không đến nỗi đúng không mọi người. Khoác áo choàng xong thì các bạn sinh viên sẽ được đi ra một cái khu vực bên cạnh nữa, là một chỗ nó gắn một cái mình không biết cái này gọi là cái gì, nhưng mà nó là kiểu một cái áo choàng nữa mà có màu của khoa ấy. Thì khoa mình là màu vàng và màu trắng. Nghĩ lại mình thấy rất là may mắn vì có bạn này giúp mình ở cái đoạn này. Kiểu ngay cái khoảnh khắc mà mình đứng ở đó ấy, chưa thật sự 100% vào cái mood kiểu oh wow, hôm nay mình tốt nghiệp nè, trời ơi mình tốt nghiệp đợt này nọ này nọ. Kiểu mình không hẳn trong cái mood đó ấy. Nhưng mà nhờ cuộc hội thoại với bạn ý mà mình cảm thấy phấn khởi hơn hẳn luôn. Bạn ý hỏi là mình đang làm công việc gì này, hồi trước thì học ngành gì này, rồi mình với bạn ý kiểu chit chat về toàn bộ cái chương trình học đại học của mình ý. Rồi bạn ý cổ vũ tinh thần cho mình, rồi bảo là may là bây giờ là mình đã học đúng ngành, làm đúng ngành rồi. Thì tự dưng là nhờ cái cuộc hội thoại này mà mình kiểu flashback lại toàn bộ tất cả mọi cái quãng thời gian đi học của mình luôn. Và mình cảm thấy rất là tự hào vì cuối cùng cũng đã đến ngày hôm nay ý. Tự hào một phần nhưng mà thực sự cảm thấy là kiểu nhẹ nhõm bao nhiêu khi mà cuối cùng cũng đã đến cái ngày này rồi. Mình đã mong chờ ngày này rất là lâu rồi. Và sau khi chỉnh trang xong hết phần áo choàng thì chúng mình sẽ được đi ra một cái khu vực khác để lấy mũ tốt nghiệp. Và ta-da, đây chính là full outfit của mình, outfit of the day của mình này. Và bây giờ thì mọi người cùng vào buổi lễ với mình nha. You make me wanna do it.
Xong tôi vừa nhận bằng. Cảm xúc thế nào? Vẫn vậy mọi người ạ. Có hồi hộp không? Thực ra là em thấy hồi hộp nhất là cái lúc mà ngồi đấy xong rồi chuẩn bị đi lên ý. Yeah. Còn cái lúc mà bước ra sau xong rồi cầm vào bằng này để đi ra rồi thì thấy nó nhanh lắm, kiểu lên để đi nhanh lắm nên là cũng không không thấy hồi hộp gì nhiều. Sau lúc xuống thì nó lại như bình thường thôi à? Nghi phạm này, lúc đấy người ta còn hỏi em là đọc tên như nào. Nghi phạm, thôi em hỏi giúp. À thì ra em bảo bố mẹ hỏi sao không đọc cả tên mà nghi phạm. Okay. Tại người ta không đọc được, tôi không biết là đến đây cũng mua được hoa và mua hoa rẻ hơn và tôi Đức Huy đã đặt. Nhưng hoa của mình đẹp hơn. Yes, hoa của mình nhiều mà. Nhưng anh, ôi trên tôi có bu đâu rồi, đây. Này, có bu đây, nhiều thứ quá, kiểu ôm nhiều thứ quá. Xong còn một con gấu nữa cơ, hôm nay bố mẹ mình tặng cho mình một con gấu của trường mình. Hoa của mình, nó mặc áo giống mình. Đây, nó đây. Đây. Để em gửi cho. Đó, nói đó. Trời ơi, toàn mấy ảnh của tôi này. Em có ôm được không? Đây, ok. Đấy, ôm nó đi để anh quay một thể xong anh đợi cho. Đây là full outfit của tôi. Không biết những bạn tốt nghiệp rồi thì có ai có cảm giác giống mình không? Nhưng mà đấy chính là rất là sợ không có ảnh đẹp mọi người ạ. Trời ơi, thấy luôn, mình đã nghĩ là mình đã mất bao nhiêu công, đúng không mọi người? Để có buổi lễ duy nhất ngày hôm nay rồi thì thật sự mong sẽ có thật là nhiều tấm ảnh thật là cool ngầu. Thế là hôm đó anh Huy đã nháy cho mình tổng cộng hình như là gần 1.000 tấm ảnh trong một buổi hôm đấy thôi ấy. Không biết có ai thắc mắc thế thì cái vlog này ai đang quay không thì yes. Nếu như mọi người có follow mình trên Instagram thì đây chính là tác phẩm của bố mình đó mọi người ơi. Hello, it's me. Đây chính là hai người tài trợ cho tôi suốt bao nhiêu trường đại học nay. Còn đây chính là người đi cùng tôi từ đầu lúc tôi vào trường đại học cuối cùng này tới lúc bây giờ. Lúc tôi tốt nghiệp rồi, bây giờ mình đang chờ bạn bè mình đến xong rồi chụp ảnh thôi. Ui, Huy anh tặng em một con cái trong mặt quay mà mua ra được đúng không? Em nhìn nó chỉ có một màu duy nhất. À thì đó, thì giống màu vàng. Đáng yêu ta. Vậy em dùng cái pin này, em gắn lên đây, Huy anh dùng cái này gắn lên đây. Thì đấy là con của em. Ông gắn thế nào nhỉ? Đây là cô bạn ngơ ngã của tôi. Hello bà. Hello, thank you. Ui, dễ thương vậy. Thank you bạn nha. Một lúc sau thì bạn mình đã tới. Huyền và Phương là một trong những người bạn thân thiết của mình hồi ở Sydney. Đợt này thì Huyền đã chuyển qua Melbourne rồi. Nhưng mà thật sự là mình rất là trân trọng luôn. Vì hôm nay Huyền cũng đã sắp xếp bay sang cả Sydney với mình để dự lễ tốt nghiệp của mình ý. Trời ơi, chị rất là yêu em gái nha. Đây là chiếc bà người ta vừa cho tui. Là em cầm nào? Là em thò đầu vào đây thôi. Chứ có đẻ. Chứ có bị đau lắm. Oh my god. Đấy chưa? Thấy rồi. Bây giờ mình sẽ đưa cái này cho một bạn tiếp theo với hy vọng là bạn ấy sẽ được chụp giống như lúc nãy mình được đưa tặng cho mình, đưa cho bạn mình này. Tôi cũng vừa spot được bạn tôi từ xa rồi. Và tất nhiên không thể thiếu trong bất kỳ buổi lễ tốt nghiệp nào, ai cũng sẽ mong muốn quay được một chiếc boomerang thật đẹp cảnh cái mũi. Tôi đã tìm ra được cách rồi mọi người ạ. Ném lên là phải đỡ xuống thì trông nó sẽ đỡ đần hơn. 2, 3 okay. Đâu? Xinh. Thế á? Có thật sự xinh không? Đây toàn một là người yêu, hai là bố mẹ. Xinh cái gì? Bọn nó rất biết cách kiếm tiền con ạ. Cái này là 70 đồng. À 65 đồng. Còn cái USB kia là khoảng 35 đồng. Đây là bạn bè tui. Photographer. Anh đứng vào nó đi. Ai. Thôi đúng. Đúng. Đúng mà. Ê, này. Nhớ trường ghê. Trường tự nhiên bây giờ sau một buổi trưa tự nhiên nó nắng.
đẹp lên rất nhiều luôn. Buổi sáng âm u bây giờ. À đây này, ở trên này có một cái chỗ ngồi ra bố nhìn này không? Thích nhở? Từ sáng đến giờ là trưa, sáng trưa trưa nên là giờ hơi lát mọi người ạ. Trong căng tin trường mình ngày hôm nay thì có siêu nhiều hàng quán ngon luôn, nhưng mà hôm nay mình sẽ quyết định là ăn đồ Việt. Bữa đầu tiên trong ngày của lễ tốt nghiệp, đồ Việt Nam. Nhưng mà lúc mà trước đi ra đấy là con mình nghĩ, con phải đưa tay con nhìn thấy người ta là có nhiều bạn bị chụp không, kiểu úp cái băng vào trong ấy. Lúc đấy là con phải để ý cho con. Nó hiện nó có băng không mà đúng không? Ui nhưng mà trong bên trong professional á, nhá, bên trong là con được một người để băng lên, một người nhìn xem để băng đúng chưa. Xong rồi 5-6 người đứng liên tiếp ở đấy để nhìn một lượt, kiểu cứ đi một bước là người ta lại check lại quần áo. Sáng làm tóc xoăn rồi bây giờ nó sắp tít rồi. Đây là outfit của tôi, tối nay đi chơi với bạn Twinny. Má ơi, vừa đến đã thấy hoa rồi à? Hello mọi người. Chị bạn nha. Của tôi với đồ. Thank you mọi người. Thank you mọi người nhiều nha. Thank you. Đây là quà của bố em. Đây là hậu lễ tốt nghiệp của tên này. Trời ơi, cảm ơn mọi người nhiều. Chả hiểu sao đầu vít mình mặc đúng cái áo này, xong rồi cuối vít mình cũng mặc đúng cái áo này. Hôm nay mình vừa đi chơi với cả bạn bè của mình ở bên Sydney về, và mình nhận được rất là nhiều hoa của bạn bè mình tặng nhân dịp lễ tốt nghiệp của mình. Hơi tiếc một xíu là ngày mai mình lại bay sang một thành phố khác chơi, nên là mình cũng không đem theo những bó hoa này được ý mọi người. Nhưng mà bây giờ thì để kết thúc video này một cách rất là tuyệt vời và vui vẻ thì hôm nay mình nhận được rất là nhiều quà của của bạn bè mình tặng. Úi, dưới này thì to màu hồng này. Bóc cái nhỏ nhỏ trước đi. Đây là của Hà Phương Đào. Okay. Trong có một tấm thiệp mọi người ạ. Ôi, dễ thương quá mọi người. Chào mọi người, Đào này. Đoán đây Đào tặng mình một cái trang sức gì đấy mọi người ạ. Wow, dây chuyền này. Đấy là một chiếc dây chuyền và cái mặt của nó là một bên là chữ N và một bên là chữ H. Đây là món quà của ba người em của mình trong hội sinh viên. Tức là ý mình ở đây là hôm nay mình đi với hội sinh viên, nhưng mà ba người em này vẫn thật sự vẫn trong hội sinh viên mọi người. Nhiều hộp quá. Xong một hồi bóc ra. Một chiếc dây chuyền. Đẹp quá đi. Món quà tiếp theo là của Uyên Phương. Thực ra là sáng nay mình đã nhìn thấy rồi và mình rất là muốn mở cái này ra. Đây chính là một cái cốc ấy. Nhưng mà cái cốc này nó rất là xinh mọi người ạ. Lấp la lấp lánh, xong rồi cái tay nắm của cốc nó là hình bông hoa ấy. Thực ra là mình cũng đang tìm một cái cốc để mình để ở chỗ làm. Chắc là mình sẽ đem này để đến ở chỗ làm. Là một món quà của hai người bạn của mình hôm nay cũng đã đem đến cho mình. Nói chung là mình rất là nhà quê mọi người ạ. Mình không biết hai mặt nạ này có tác dụng gì, nhưng mà mình đã từng nhìn thấy hai mặt nạ này rồi và mình biết là nó rất là xịn. Mình biết mọi thế. Thì đấy là điều duy nhất mình biết về hai chiếc mặt nạ này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn Đức Minh và Ngọc Linh nha. Cuối cùng của mình, ta-da! Món quà này của mình là đến từ năm người em liền. Cái gì đấy? Đây là như một bộ, xong trong này có rất là nhiều thứ thì phải. Đây là bó hoa của một người bạn rất là thân của mình, là Vân. Và Vân nhắc đi nhắc lại là hãy đọc tấm thiệp này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem đến đây. Mình biết rằng là đây, ngoài những cái này ra thì mình còn đang nhận được rất là nhiều tình yêu từ xa khác, những bạn mà còn chưa giờ gặp mình ngoài đời cơ, và những bạn mà đã kiểu xem mình từ những cái hồi mà mình còn ở Hà Lan rồi chuyển về BUV xong sang đây, xong bây giờ mình tốt nghiệp ra trường rồi, sau đó tận gần một năm mình tốt nghiệp ấy, kiểu nó là một hành trình rất là dài. Và thật sự là mình cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã luôn bên cạnh mình, yêu thương mình, xem những cái kỷ niệm này của mình. Thì thật sự là đến giờ mình rất là kiểu trân trọng những điều đấy, và mình thật sự vẫn nghe kiểu nói rất nhiều lần rồi, nhưng thật sự là mình vẫn cảm thấy là không thể tin được rằng là mình may mắn đến như thế. Và yes, một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem đến đây. Hy vọng gặp lại mọi người trong những video sau nha. Bye bye.